chấn động lời tiên tri, năm con giáp ăn lộc thần tài, bất ngờ chúng lớn độc đắc, giàu như vũ bão, đón Tết 2024 với tiền tỷ cầm tay, sắm nhà lầu, tậu xe sang, xóa sạch nợ nần, ăn Tết to nhất làng. Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý vị cô bác anh chị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị vạn sự như ý, phú quý bình an, tiền vàng ngập két. Kính thưa quý vị thân mến, ông cha ta xưa có giảng, nhân vô thập toàn, kim vô tốc xích, sự vô hoàn mỹ, hồng trần cuồn cuộn, mưa tiễn hoàng hôn, thế nên sống ở đời có người thì khẳng khái, độ lượng bao dung, nhưng cũng có kẻ suốt ngày quanh co sau đó tính toán, có những việc bạn càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng dễ mất đi. Thế gian này có lý tương sinh tương khắc, vậy nên nếu có người yêu mến, thì cũng có người chán ghét, có người khen ngợi, thì ắt cũng có người chê bai, thế giới rộng lớn, lòng người khó đoán, thế nên bậc quân tử gặp phải những kẻ tiểu nhân ắt cũng là điều dễ hiểu. Trời đã định sẵn, trong số 12 con giáp có 5 con giáp, mệnh hồng phúc giàu sang, đắc tài phú quý, nhưng cuộc đời lắm chông gai. Trên con đường dẫn tới thành công họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ ngấm ngầm hãm hại. Trong gần hết năm 2023 vừa qua, 5 con giáp này liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng, nhưng nghèo khổ thế là quá đủ rồi. Theo lời tiên tri mới nhất của thần đồng tiên tri Ấn Độ cho biết, đúng 15 ngày cuối tháng 12 âm lịch, sẽ có một hiện tượng lạ trên bầu trời, khiến âm dương đảo chiều. Trong số 12 con giáp, sẽ có 5 tuổi này chớp được thiên cơ, đổi đời đổi vận, mở ra thời khắc hoàng kim 100 năm có một lần, và vượt xa thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ cần nghe được điều này là lội ngược dòng thành công, giàu to hết khổ, hết sạch nợ, bao nhiêu vất vả nghèo khó khi xưa sẽ được đền đáp xứng đáng, bao nhiêu nợ nần trả sạch, mua nhà lầu tậu xe sang, hiên ngang sánh bước trên đường đời trước sự ngưỡng mộ và trầm trồ của hàng ngàn người. Năm con giáp này còn đặc biệt ở tại chỗ, làm việc gì cũng sẽ suôn sẻ và thuận lợi, mưu sự dễ thành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, dù dấn thân vào lĩnh vực nào cũng thu được nguồn lợi nhuận khủng khiếp, khiến cho nhiều người hờn đỏ con mắt. Thêm cả các tinh phụ trợ, mà năm con giáp này tránh được nhiều họa thị phi, tiểu nhân cũng không dám tới gần bạn nữa, vì sợ gặp phải rắc rối. Đây là thời điểm tinh hoa đất trời hội tụ, thần tài đã nhắm chúng, bạn là con giáp khổ tận cam lai, nên trước Tết âm 2024 sẽ là một bước lên tiên, túi tiền rủng rỉnh, vàng đeo gãy cổ, phúc lộc ngập tràn, giàu sang sung sướng tới cuối đời. Vậy thì năm con giáp đó là những con giáp nào, thiên cơ tiết lộ ra là gì, vận may nào sẽ đến vào 15 ngày cuối tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm 2023, tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi tiết lộ ngay sau đây. Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng con giáp tuổi Tý. Khi nhắc đến tuổi Tý, con giáp đứng đầu trong chuỗi 12 con giáp, người ta thường liên tưởng ngay đến những phẩm chất tuyệt vời của người tuổi Tý như sự nhanh nhạy và khôn khéo. Tuy nhiên, những đặc điểm này chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn diện về tuổi Tý. Bạn có từng tìm hiểu về những yếu tố mà tuổi Tý sở hữu để giúp họ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống chưa? Trong nhiều bộ phim hoạt hình và truyện cổ tích, hình ảnh con chuột thường được đánh đồng và gắn liền với nhân vật phản diện, sống xó xỉnh, tối tăm, đôi khi thậm chí có nét xấu tính, khôn lỏi. Tuy nhiên, ngược lại với hình ảnh đó, tuổi Tý đứng đầu trong 12 con giáp lại sở hữu tính cách đáng quý, hòa đồng và thân thiện. Với bản chất thông minh vốn có, tuổi Tý nổi tiếng linh hoạt trong 12 con giáp, mặc dù có vẻ ít nói, nhưng tuổi Tý là người hòa đồng, không ưa xung đột chút nào. Sự khao khát thay đổi tích cực, hiểu biết về xu hướng thời đại và giỏi nắm bắt cơ hội là những điểm nổi bật của họ. Tuổi Tý chăm chỉ trong cả cuộc sống và công việc, họ sống hết mình và biết tiết kiệm. Sự tiết kiệm này thể hiện trong cả việc tạo mối quan hệ. Nếu không đặc biệt yêu thích, họ sẽ không hào phóng. Tương tự như hình tượng con chuột thích tích trữ, tuổi Tý cũng coi trọng từng đồng tiền bản thân kiếm được. Vì vậy, việc họ tặng bạn một món quà đắt tiền thể hiện tầm quan trọng của bạn đối với họ, hòa đồng tốt bụng và cũng biết cách quan tâm tới người khác. Tuổi Tý không đề cao xung đột và hướng tới cuộc sống trong môi trường vui vẻ, phần nào cũng nhờ vào khả năng giao tiếp xuất sắc của mình. Đôi khi bạn sẽ bắt gặp một người tuổi Tý ít nói, nhưng điều này không phản ánh hết thực tế. Bên trong họ, tuổi Tý chẳng bao giờ hoàn toàn yên tĩnh như vẻ ngoài họ thể hiện. Đây chính là lý do tại sao người tuổi Tý được yêu mến và có nhiều bạn bè. Những người sinh năm Tý thích tham gia các hội nhóm bạn bè, thậm chí họ còn có xu hướng hình thành bè phái. Bạn nghĩ rằng họ đang cố ý cô lập một ai đó khi hình thành bè phái như vậy đúng không? Nhưng thực tế, điều này mang lại cảm giác an toàn cho họ. Khi có nhiều người xung quanh họ khao khát một môi trường bạn bè ấm áp và thân thiện, bạn có thể dễ dàng tìm thấy người tuổi Tý trong vòng bạn bè hoặc đồng nghiệp, cộng sự thân thiết của mình.
Khả năng giao tiếp tốt của người tuổi Tý bao gồm cả khả năng giữ bí mật tốt. Tuy nhiên, họ lại là chuyên gia trong việc nắm bắt được bí mật của người khác. Người tuổi Tý hiếm khi bỏ qua cơ hội nào giúp họ thu thập được tin tức. Mặc dù điều này giúp họ phục vụ cho các tính toán và kế hoạch của bản thân chu toàn hơn, nhưng đôi khi tập trung quá vào điều này lại khiến họ trở nên cứng nhắc. Những người sinh năm Tý sẽ đạt được thành công như mong đợi dù họ làm gì. Với vị trí dẫn đầu trong 12 con giáp, họ có khả năng thích ứng linh hoạt với những thay đổi nhanh chóng. Tâm hồn phiêu lưu của người tuổi Tý thúc đẩy họ vượt qua khó khăn, tự tin đối mặt với thách thức cho tới khi đạt được mục tiêu. Bằng sự điềm tĩnh và tinh thần tỉnh táo, cùng với khả năng trực giác nhạy bén, tuổi Tý luôn theo đuổi con đường mình đã chọn. Đồng thời, những biến cố và khó khăn trong cuộc đời chỉ là cơ hội để họ khai thác tài năng thông minh, liên tục thực hiện những kế hoạch riêng của mình, biết cách thích nghi nhanh với cuộc sống. Người tuổi Tý không chỉ đạt được những mục tiêu của họ, mà còn để lại ấn tượng tốt cho người khác. Điều này giúp họ thu hút sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Ngoài ra, những người sinh năm Tý còn được trang bị khả năng quan sát tinh tế và tầm nhìn sâu sắc, hình tượng chuột với khả năng cảm nhận nguy hiểm tốt, luôn biết khi nào phải bỏ chạy khi có dấu hiệu nguy cơ. Tương tự, người tuổi Tý cũng tránh được nhiều khó khăn nhờ vào khả năng nhạy bén của họ. Ở những ngày cuối cùng của năm, vận đỏ sẽ gõ cửa những người tuổi Tý nhờ có cát tinh trợ giúp. Theo tử vi dự báo, con giáp này sẽ đón nhận nhiều tin vui tích cực cả trong công việc lẫn phương diện tài chính. Cụ thể, trong công việc, bản mệnh này sẽ hoàn thành tốt việc được giao, nên ghi điểm trong mắt cấp trên, từ đó họ có thể có cơ hội được tăng lương hoặc thăng chức trong dịp cuối năm. Tuy nhiên, mức độ tăng tiến và tài lộc của tuổi Tý cũng đi kèm thách thức, nên con giáp này đừng vội ngủ quên trong chiến thắng mà quá lơ là, chểnh mảng. 15 ngày cuối tháng 12 âm tới, con giáp này hãy làm việc với tâm thế cởi mở, ham học hỏi, đồng thời nên cẩn trọng trong mọi bước tiến, bởi sẽ có tiểu nhân xung quanh quấy phá. Tuổi Tý làm kinh doanh sẽ gặp thời trong 15 ngày cuối tháng chạp này, họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng, có nhiều khách hàng thân thiết, nhờ buôn bán có tài, có tâm, nên con giáp này có thể thu tiền về đầy túi, đón Tết đủ đầy. Nếu có mối làm ăn mới, tuổi Tý nên tìm hiểu kỹ về đối phương và có những tính toán chắc chắn trước khi tiến hành hợp tác để tránh những rủi ro. Theo tử vi, mọi thứ tuổi Tý làm trong thời gian này đều suôn sẻ. Nếu kế hoạch hay mục tiêu nằm trong tầm kiểm soát của họ, thì kết quả thu về càng được như ý. Tuy nhiên, đừng quá lao lực mà quên đi việc quan tâm đến sức khỏe của mình. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết và cẩm nang vượng vận từng con giáp tuổi Tý theo năm sinh âm lịch, đúng 15 ngày cuối tháng 12 âm lịch. 1. Tử vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Người tuổi Canh Tý may mắn được thiên tài chiếu mệnh, vận trình 15 ngày cuối tháng 12 âm này vô cùng rộng mở, chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh gặp người đáng tin cậy, ít có trở ngại, kinh doanh buôn bán cứ giữ vững phong độ này thì lợi nhuận luôn được đảm bảo. Chẳng những vậy, đường công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tý khá tốt, một phần là do con giáp này chăm chỉ, mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên hài hòa, nên gặp khó khăn là có người giúp đỡ, không phải một mình gánh vác. Vận trình tình cảm về cơ bản là ổn định, thế nhưng cũng có lúc bản mệnh cảm thấy mối quan hệ của mình và nửa kia không được gắn kết như các cặp đôi khác. Thực ra vấn đề nằm ở chính suy nghĩ của bạn, nên con giáp này hãy sống cởi mở hơn, đừng tự gây áp lực cho cả hai. Quý nhân, Thìn, Tuất, tiểu nhân, Ngọ, Sửu. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số may mắn, 33, 80, 67. 2. Tử vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. 15 ngày cuối tháng 12 âm, đường sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý vô cùng hanh thông, bạn có mục tiêu để phấn đấu và tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Bạn cũng có nhiều tài lẻ và vui tính, thoải mái, nên khi làm ăn chung với bất cứ ai cũng rất dễ thỏa thuận, mọi người rất thích phong cách nói chuyện của bạn. Thiên tài soi sáng con đường tài lộc của tuổi Nhâm Tý, bạn có cơ hội trúng thưởng hoặc dùng tiền của bản thân làm việc thiện tạo phước, may mắn vô cùng. Bạn cũng là con giáp tiết kiệm và biết cách chi tiêu nên không tiêu xài hoang phí, hiếm khi để bản thân phải vay nợ người khác nếu không quá bí tiền. Tình duyên do cục diện thủy kim tương sinh nên tình cảm đôi lứa thắm nồng hơn hẳn, bạn có được tình cảm chân thành của người đó mà không cần gượng ép. Tuổi Nhâm Tý sống tình cảm, luôn khao khát được yêu thương, bạn có thể gặp được người hợp ý mình trong 15 ngày cuối năm 2023 này. Quý nhân, Thân, Thìn, tiểu nhân, Tỵ, Dậu. Màu sắc may mắn, xám, nâu. Con số may mắn, 19, 70, 63. 3. Tử vi tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Công việc khá ổn, chỉ là những Giáp Tý làm kinh doanh thì lúc nào cũng phải cẩn thận, đừng lơ là thấy bản thân đang làm ăn được mà chủ quan.
cố gắng chấn chỉnh lại tác phong làm việc của bản thân, dù đang làm rất tốt, nhưng lúc chểnh mảng bạn sẽ làm mất tài liệu quan trọng. Tiền bạc tăng tiến nhờ thực thần chiếu cố, tiền nong 15 ngày cuối tháng 12 âm bạn không cần phải quá chi li nhé, nhất là đối với người thân. Còn những lần mà bản thân mất tiền, cứ xem như của đi thay người, sống có đức thì mặc sức mà ăn, những gì đã mất sẽ sớm quay trở về với bạn. Đường tình duyên do thổ thủy bất dung nên người độc thân chớ làm liều mà bước vào một mối quan hệ lâu dài với người mình mới hẹn hò. Trong tình yêu bạn cũng phải nhẫn nhịn hơn một chút, cố chấp sẽ khiến cho tình cảm trở nên xa cách mà thôi. Quý nhân, ngọ, thân, tiểu nhân, tỵ, tuất, màu sắc may mắn, tím, trắng, con số may mắn, 02, 70, 99. Vị trí thứ 2, xin chúc mừng con giáp tuổi Tỵ. Những người sinh vào năm Tỵ là những nhân vật bí ẩn và đáng kinh ngạc nhất trong 12 con giáp. Hình tượng rắn trong văn hóa phương Đông khiến nhiều người cảm thấy tuổi Tỵ là những người khó nắm bắt và có phần xảo quyệt. Tuy nhiên, thực tế lại thể hiện người tuổi Tỵ có nhiều phẩm chất tuyệt vời và những phẩm chất tuyệt vời ấy giúp người tuổi Tỵ có thể phát triển sự nghiệp và xây dựng cuộc sống của mình thành công. Có thể nói rằng, rất khó để đoán trước được người tuổi Tỵ sẽ trở thành người như thế nào hoặc sẽ phát triển theo chiều hướng nào, tất cả dựa vào hành động của họ. Người tuổi Tỵ luôn không ngừng tính toán làm thế nào để có được những kế hoạch tối ưu nhất. Bởi vậy, vận mệnh của người tuổi Tỵ ngay từ khi sinh ra và khi kết thúc cuộc đời trong khúc khải hoàn ca hoặc bằng một bi kịch nào đó, giống như linh vật bản mệnh của mình, rắn thường lột da để phát triển cơ thể của chúng. Và tương tự, người tuổi Tỵ có khả năng tái tạo mạnh mẽ và thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi. Sự thích ứng nhanh nhẹn đó giúp họ tìm được những điều đẹp đẽ trong cuộc sống và tận hưởng chúng. Nhờ có sự độc đáo bẩm sinh, người tuổi Tỵ luôn có nét đẹp thanh lịch và dịu dàng. Họ thích đọc sách, nghe nhạc hay ăn đồ ăn ngon và xem những bộ phim giàu chất điện ảnh. Đó là cách người tuổi Tỵ trải nghiệm và cảm nhận cuộc sống. Điều này giúp họ tôi luyện thêm được sự nhạy bén và kiến thức. Cũng chính vì yêu những điều đẹp đẽ trong cuộc sống nên người tuổi Tỵ có cách cư xử tao nhã. Họ không sẵn sàng sa vào các cuộc nói chuyện vô ích hay các vấn đề tầm thường. Bạn có thể bắt gặp nhiều người tuổi Tỵ có tính cách hiền lành, năng nổ và dễ mến, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc trong công việc họ cũng vậy. Phong cách làm việc của người tuổi Tỵ rất độc đáo, họ ít khi để ý đến ánh nhìn của người khác mà kiên định theo cách riêng để hoàn thành công việc của mình. Nói như vậy, không có nghĩa là họ không có khả năng lắng nghe, đơn giản là người tuổi Tỵ có lập trường riêng, biết bảo vệ ý kiến của bản thân trước khi giải quyết vấn đề trong công việc. Người tuổi Tỵ thích những công việc cần tập trung tinh thần, họ ghét những công việc thô kệch, nặng nề và lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Với tính cách này, người tuổi Tỵ dễ có được danh lợi, nhưng nếu muốn trở thành một người thực sự nổi tiếng thì họ lại gặp khá nhiều khó khăn. Phần lớn người tuổi Tỵ đều có khiếu hài hước, nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ, một số người tuổi Tỵ có vẻ ngoài lạnh lùng. Và đương nhiên có nhiều người tuổi Tỵ tốt bụng, cũng có một số người thì tàn nhẫn. Thời điểm tốt nhất để bạn quan sát được điều này là khi họ đang ở trong tình thế bị ép buộc, trong lúc hỗn loạn và khó khăn. Ngay cả khi phải chịu áp lực lớn, người tuổi Tỵ cũng bình tĩnh giải quyết mọi tình huống. Người tuổi Tỵ có tinh thần trách nhiệm cao và cũng có mục tiêu rõ ràng. Sự kết hợp giữa lý tưởng và lợi thế bẩm sinh giúp người tuổi Tỵ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Cho nên, lời khuyên dành cho người tuổi Tỵ muốn tìm kiếm được nhiều thành tựu, hãy lựa chọn những ngành nghề liên quan đến tri thức như giáo viên, nhà doanh nghiệp, nhà báo, nhà tâm lý học, đôi khi họ cũng trở thành những nhà tư tưởng sâu sắc. Những người khác có thể sẵn sàng hoãn việc trả ơn và nợ cho đến kiếp sau, nhưng người tuổi Tỵ dường như đã được định sẵn là phải trả hết nợ trước khi qua đời. Bởi vậy, người tuổi Tỵ luôn nghiêm túc trong mọi việc họ làm, họ cũng cố gắng thanh toán các khoản nợ của mình một cách có ý thức. Tuy nhiên, bất chấp sự hào phóng về tài chính với người khác, người tuổi Tỵ cũng khá nổi tiếng trong việc tàn nhẫn khi đạt được mục tiêu quan trọng. Trong 12 con giáp, rắn được đại diện bằng chữ Tỵ, khung giờ Tỵ từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Đây cũng là khung giờ vạn vật sinh sôi nảy nở, phát triển nhanh chóng. Người tuổi Tỵ cũng sở hữu được sức sống mãnh liệt ấy, họ luôn có tinh thần phấn đấu vươn lên và trái tim rực lửa nhiệt tình trước mọi việc. Họ tận tâm, đầy trách nhiệm trong mọi việc và cũng rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Theo quan niệm dân gian, người xưa tin rằng những người tuổi Tỵ sinh vào mùa xuân và mùa hè là những người mạnh mẽ nhất, bởi mùa đông là thời điểm rắn ngủ đông. Nên những người tuổi Tỵ sinh vào mùa đông tương đối yên tĩnh và hiền lành. Bên cạnh đó, những người tuổi Tỵ sinh ra trong điều kiện thời tiết tốt thường lạc quan và dễ hài lòng với cuộc sống hơn. Những người sinh ra trong điều kiện thời tiết xấu, bởi vậy, bạn sẽ thấy những người phụ nữ có ngoại hình đẹp nhất và đàn ông có cá tính độc đáo nhất thường sinh vào năm Tỵ. Dù sinh vào thời điểm nào đi nữa, người tuổi Tỵ cũng luôn mang trong mình khát khao phấn đấu, mong mọi thứ của ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua,
và tương lai có nhiều tươi đẹp hơn ngày hôm nay. Cũng vì vậy mà người tuổi Tỵ cũng có sự đa nghi nhất định, chỉ là họ không thể hiện ra ngoài mà thôi. Họ thường giấu kín những bí mật trong lòng mình và tin tưởng vào trí tưởng tượng của mình thay vì chấp nhận lời khuyên của người khác. Đương nhiên sẽ có sự khác nhau giữa một người tuổi Tỵ sinh ra được hưởng nhiều may mắn với người tuổi Tỵ phải trải qua tuổi thơ khó khăn, nhưng điểm chung là họ sẽ đều muốn hướng tới những điều tốt đẹp bằng cách sử dụng trái tim nhiệt huyết của mình. Trong tập thể họ sẵn lòng cống hiến và muốn mình được công nhận, hơn hết là họ muốn tạo dựng được những điều tốt đẹp. Bởi vậy, nếu như bạn bắt gặp một tuổi Tỵ có vẻ ngoài lười nhác hay thờ ơ, thì hãy biết rằng trong đầu họ đang bận rộn với vô vàn suy nghĩ. Người tuổi Tỵ cũng có thể cân nhắc tới sự phù hợp trong tính cách để tìm ra đối tác tốt nhất trong công việc. Chẳng hạn như bạn sẽ phù hợp với tuổi Sửu đáng tin cậy, với tuổi Dậu dũng cảm, hoặc tuổi Thìn xuất chúng, bạn cũng có thể làm việc tốt với tuổi Tý, Mão, Mùi hoặc Tuất. Tuy nhiên, bạn hãy suy nghĩ kỹ càng hơn khi quyết định làm việc với những người tuổi Dần hay thách thức. Những người sẽ không đánh giá cao con mắt sáng suốt của bạn, tuổi Ngọ bốc đồng hoặc tuổi Thân thông minh cũng cần suy xét kỹ lưỡng hơn. Vận khí của người tuổi Tỵ năm 2023 được đánh giá có những khởi sắc rõ ràng, tài lộc tăng tiến, không chỉ lương thưởng được cải thiện, mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ làm thêm cũng tăng lên đáng kể, bản mệnh càng xông xáo, chủ động trong công việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của bản thân càng dễ thu lợi. Trong thời gian nửa cuối tháng 12 âm, tử vi dự báo sẽ vô cùng may mắn với con giáp tuổi Tỵ. Họ có nhiều cơ hội phát triển trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Đặc biệt, trong thời gian này tuổi Tỵ có được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, khiến ai cũng phải nể phục. Những thành công trong thời gian này giúp sự nghiệp của tuổi Tỵ tiến lên một nấc thang mới, như diều gặp gió. Đặc biệt, với những người làm ăn kinh doanh có thể nhân cơ hội này mở rộng quy mô, với những người làm công ăn lương cũng sẽ có một khoản thu nhập kha khá xứng đáng với những nỗ lực bạn đã bỏ công sức ra trước đó. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết và cẩm nang vượng vận từng con giáp tuổi Tỵ theo năm sinh âm lịch, đúng 15 ngày cuối tháng 12 âm lịch. 1. Tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Tam hợp phù trợ, người tuổi Ất Tỵ sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi trên phương diện sự nghiệp. Nhờ mối quan hệ xã giao rộng rãi mà bạn làm việc gì cũng được ủng hộ, đối diện khó khăn có người sẵn sàng giang tay giúp sức. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc, bản mệnh khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên số lượng khách hàng ngày càng đông đúc. Dù vất vả nhưng đồng tiền chảy ào ào về túi. Tuy nhiên, dù có muốn chinh phục đỉnh cao đến mấy thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức, đến mức quên ăn, quên ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi. Quý nhân, Mão, Sửu, tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, xám, đỏ. Con số may mắn, 07, 65, 84. 2. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Tam hội giúp sức, người tuổi Đinh Tỵ biết được thế mạnh của mình là gì để phát huy đúng lúc đúng chỗ. Nhờ vậy, bạn có thể gây ấn tượng với cấp trên, được giao cho những nhiệm vụ quan trọng giúp khẳng định vị thế. Chuyện làm ăn cũng khá thuận lợi bởi bạn đã có thị trường của riêng mình. Không cần phải quá lo lắng đến những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ. Dù hơi vất vả, nhưng lúc nào bạn cũng là người dẫn đầu xu hướng. Lục hợp soi sáng khiến việc buôn bán làm ăn của tuổi Đinh Tỵ trong 15 ngày cuối năm 2023 vô cùng suôn sẻ. Đây là ngày đẹp có lợi cho nhập hàng, cầu tài cầu lộc hoặc tìm thêm sáng kiến mới. Làm báo cáo cuối năm, con giáp thông minh này luôn đúng hẹn và có trách nhiệm với nhiệm vụ mình được giao. Không ai có thể soi mói bạn được. Thiên tài đem tới cơ hội trúng số, trúng thưởng hoặc mua hàng giá hời cho đương số trong ngày mới. Bạn có thể mua sắm vài món đồ quý giá hoặc trang trí nhà cửa, mua đồ cho con cái để tạo động lực kiếm tiền cuối năm. Tình yêu như ý giúp cho bạn có thêm động lực, người ấy cảm nhận được tình cảm chân thành của bạn. Những người có gia đình thì khá đảm đang và giỏi lo toan việc gia đình. Việc gì đến tay bạn việc đó sẽ ổn thỏa. Tuy nhiên, trong ngày kim khí vượng như thế này, bản mệnh dễ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc gân cốt. Bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể mỏi mệt. Người tuổi Đinh Tỵ cần chú ý lao động vừa sức. Quý nhân, Ngọ, Hợi, tiểu nhân, Thân, Mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số may mắn, 77, 04, 83. 3. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989. Thiên tài báo hiệu tin vui trên phương diện tài lộc với người tuổi Kỷ Tỵ. Bạn có thể bất ngờ nhận được khoản nợ khó đòi hoặc khoản lời lãi từ những mối đầu tư không có nhiều triển vọng trước đó, khiến túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn nhiều.
những người chăm chỉ làm công việc tay trái trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cũng nhận được khoản thù lao hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày. Khi tài chính dư giả, bạn cũng có thể tự thưởng cho mình một món quà nào đó. Hỏa khắc kim, tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại không được như ý. Dường như bạn đang quá bận rộn nên không còn thời gian quan tâm nhiều đến người ấy. Hãy trao đổi thẳng thắn chuyện này với đối phương để không bị hiểu lầm. Quý nhân, thìn, hợi. Tiểu nhân, hợi, dần. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số may mắn, 73, 18, 92. Con giáp may mắn thứ 3, xin chúc mừng con giáp tuổi thìn. Hình tượng rồng trong văn hóa phương Đông tượng trưng cho quyền lực và sự vương giả, tương tự, mang theo linh vật bản mệnh, người tuổi thìn cũng có cuộc sống đầy màu sắc và không ngừng thay đổi. Những người tuổi thìn mạnh mẽ và quyết đoán, tràn đầy sức sống, dù có che đậy thế nào cũng không giấu được vẻ hào nhoáng của mình. Nhờ sở hữu những đặc điểm tính cách này, người tuổi thìn thay đổi được vận mệnh, cuộc đời luôn nở hoa rực rỡ. Nhiều người trong chúng ta tin rằng số phận đã định sẵn vận mệnh của mỗi người. Tuy nhiên, đối với người tuổi thìn, họ lại quan niệm rằng số phận là cái bóng của sự may rủi, kẻ dựa quá nhiều vào số phận là kẻ yếu đuối, chỉ có người biết nắm bắt cơ hội mới trở nên mạnh mẽ. Vận mệnh có thể thay đổi nhờ vào sự nỗ lực và tài năng của mỗi người mới làm cho cơ hội tỏa sáng. Có thể nói rằng, người tuổi thìn có sự kiêu hãnh từ trong xương cốt, họ đã xác định lý tưởng cho mình từ sớm và đặt ra tiêu chuẩn riêng. Nhìn chung, người tuổi thìn tích cực, họ kiên cường hơn những người khác khi gặp thất bại. Sự trì hoãn là một trong những điều người tuổi thìn loại bỏ khỏi từ điển cuộc sống của mình. Khi có việc cần thực hiện họ sẽ làm ngay lập tức. Người tuổi thìn thích quyền lực, thậm chí bị ám ảnh bởi quyền lực. Dù đôi khi họ tự cho mình là trung tâm, quá quyết đoán và khắt khe đến mức vô lý, nhưng họ luôn ở trên đỉnh cao, nơi có nhiều người ngưỡng mộ họ. Chính vì vậy, sức hút của người tuổi thìn rất đặc biệt, nên trong từng cử chỉ của họ đều toát lên sự thu hút, khiến họ luôn tỏa sáng bất cứ nơi nào họ đến. Nếu bạn đang cần tìm một người cho mình nguồn cảm hứng, hãy tìm đến người tuổi thìn, họ cũng có thể truyền cảm hứng nhiệt huyết cho mọi người, bản thân họ không cần sự động viên của người khác, tự bản thân họ cũng có thể tạo ra đủ năng lượng, lòng khao khát mãnh liệt và lòng nhiệt thành gần như làm bùng cháy lên ngọn lửa tâm huyết khiến họ càng thêm tỏa sáng rực rỡ. Trong hành động họ là những người quyết liệt, dù làm việc nhỏ cũng thể hiện rất rầm rộ, người tuổi thìn luôn dũng cảm tiến về phía trước và không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Đôi khi mang trong mình xương cốt của hình tượng rồng vương giả và quyền lực, người tuổi thìn không thích nhờ vả người khác khi gặp khó khăn. Sự kiêu ngạo khiến họ tự mình giải quyết mọi thứ, nhưng tính cách này cũng khiến người tuổi thìn trở nên hấp dẫn trong mắt người khác. Tuổi thìn cũng hướng ngoại và năng động, họ thẳng thắn nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc sống và họ cũng không thích nói dối, họ hào phóng cho đi và không thích ghen tị với người khác. Điều này không phải vì họ chân thành quan tâm hay thông cảm với người khác, mà họ có tinh thần trách nhiệm sâu sắc trong mọi việc, mang trong mình phong thái vương giả. Người tuổi thìn còn có lòng tự trọng mạnh mẽ và giác quan thứ 6 nhạy cảm. Bạn sẽ nhìn thấy tuổi thìn đầy tham vọng thông qua khả năng ngoại giao và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc của họ. Người tuổi thìn được người khác yêu mến bởi họ có lý tưởng cao đẹp và tinh thần trách nhiệm cao độ. Họ có thể đấu tranh cho sự bất công của người khác. Mặc dù rồng trong văn hóa Á Đông đại diện cho sự hạnh phúc, giàu có và trường thọ, nhưng người tuổi thìn cũng có tính cách hống hách, nóng nảy, ích kỷ, yêu thể diện quá mức và lo lắng về sự được mất. Một trong những nét quyến rũ của người tuổi thìn là khả năng hùng biện và tài ăn nói lưu loát. Tuy nhiên, họ lại không muốn giải thích khi bị người khác hiểu lầm. Đừng hỏi lý do tại sao, đơn giản chỉ là họ không muốn giải thích, họ không muốn làm tổn thương ai, thà làm tổn thương chính mình. Đừng nhìn vẻ bề ngoài tuổi thìn có vẻ thờ ơ, không quan tâm đến mọi thứ. Thực ra đằng sau lớp mặt nạ đó là việc người tuổi thìn chú trọng đến việc tự nhận thức và cần sự tôn trọng khẳng định của người khác. Khả năng hùng biện và tài ăn nói khéo léo giúp người tuổi thìn có nhiều mối quan hệ, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Mặc dù vậy, họ lại là người yếu đuối trong việc tranh giành, kể cả những thứ thuộc về mình bị người khác giành mất, tuổi thìn cũng tỏ ra thờ ơ để lại cho người ta hình ảnh hèn nhát. Trên thực tế, không phải người tuổi thìn không có năng lực chiến đấu, chỉ là họ hiểu một chân lý rằng họ không cần phải chiến đấu vì những gì thực sự thuộc về mình. Người tuổi thìn có sự trung thực và lương thiện, không sợ khó khăn và luôn muốn mọi việc hoàn hảo. Nhưng họ cũng không thể cưỡng lại những cạm bẫy khoác vẻ màu hồng của cuộc sống. Chính vì vậy, cuộc đời người tuổi thìn có vô số mối tình lãng mạn đầy màu sắc. Đứng đầu bảng xếp hạng giàu có 15 ngày cuối tháng 12 âm lịch này chính là tuổi thìn. Trong thời điểm này, người tuổi thìn sẽ nhận lộc trời ban, tiền bạc sông sênh, sự nghiệp thênh thang rộng mở. Tử vi 15 ngày cuối tháng cuối cùng của năm 2023 cho biết, những người cầm tinh con rồng đón nhận khá nhiều vận may trong cuộc sống tại thời điểm gần Tết.
Trong công việc, con giáp này sẽ có nhiều bước nhảy vọt về vị trí cũng như lương thưởng nhờ biết đạt ra mục tiêu thích hợp, biết tiến, biết lùi linh hoạt. Đây chính là lúc tuổi Thìn gặt hái quả ngọt sau một năm nỗ lực và cố gắng. Với những người làm ăn kinh doanh, những cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác lớn cũng gõ cửa bản mệnh này. Nếu biết tận dụng cơ hội này, họ không chỉ thu về khoản lợi nhuận lớn, đón Tết đủ đầy, mà còn có thể mở rộng làm ăn trong năm tới. Những người đang gặp khó khăn cũng đừng nản lòng, bởi may mắn đang cận kề. Chỉ cần tuổi Thìn tiếp tục nỗ lực thì thời điểm để gặt hái quả ngọt không còn xa. Càng về cuối năm, tài khí của họ sẽ càng vượng, hứa hẹn lộc lá đầy nhà. Tuy nhiên, tuổi Thìn nên kiểm soát chi tiêu, tránh vung tay quá chán. Thay vào đó, họ nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể để tích lũy và tạo đà cho năm mới. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết và cẩm nang vượng vận từng con giáp tuổi Thìn theo năm sinh âm lịch, đúng 15 ngày cuối tháng 12 âm lịch. 1. Tử vi tuổi Giáp Thìn 1964. Chính quan trợ vận nên tuổi Giáp Thìn khá may mắn và thuận lợi trên đường công danh thăng tiến. 15 ngày cuối tháng 12 âm là thời điểm đẹp cho việc mưu cầu công danh. Bên cạnh đó, bạn cũng được quý nhân phù trợ trên nhiều phương diện khác, đến cả bạn cũng không ngờ tới. Nhờ tam hợp nên đường tiền bạc của đương số cũng thuận lợi hơn hẳn. Bạn có lộc làm ăn và thường xuyên có tiền về ví liên tục. Bên cạnh đó, con giáp này cũng có lộc từ con cái hoặc người thân ở xa đem tới. Bạn xứng đáng có được những điều đó. Bạn có thêm niềm vui đến từ chuyện của con cái. Những điều bình dị khiến bạn hạnh phúc vô cùng. Những người có lịch hẹn hò hoặc tiệc tùng với bạn bè sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi, tâm trạng được cải thiện hơn hẳn. Quý nhân: Mão, Thìn, tiểu nhân: Hợi, Thân. Màu sắc may mắn: tím, xanh lá. Con số may mắn: 82, 17, 69. 2. Tử vi tuổi Bính Thìn 1976. Tam hợp cục độ mệnh nên Bính Thìn hoàn toàn tự tin khi đi làm và có năng lực để thâu tóm mọi việc trong tầm tay. Bạn được cấp trên giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình khi thực hiện nhiệm vụ mới. Nếu có người phản bác và nói xấu, vì bạn sẵn sàng đáp trả ngay không sợ bất cứ ai. Tài lộc có thực thần chiếu cố nên sáng lạn hơn hẳn, buôn bán ăn nên làm ra, không ảm đạm như mọi khi, bạn có thể thoải mái mua sắm những gì mình thích. 15 ngày cuối tháng này, nhiều người tuổi Bính Thìn sẽ trúng thưởng hoặc mua xe mới, sống hiền lành thì sẽ được hưởng lộc. Về tình cảm, những mâu thuẫn trước đó giữa các cặp đôi được hóa giải, bạn cũng là con giáp sống biết điều, chơi công bằng nên trong các mối quan hệ người ta rất nể Bính Thìn, vợ chồng con cái có thời gian ôn lại kỷ niệm cũ cùng nhau, một gia đình nhỏ nhưng có hạnh phúc to. Quý nhân: Dần, Tuất, tiểu nhân: Ý, Mùi. Màu sắc may mắn: vàng, đen. Con số may mắn: 11, 60, 4. 3. Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988. Thiên ấn cho thấy Mậu Thìn là người có tiếng nói trong công việc, thông thái và sòng phẳng, hiếm khi thích nhờ vả người khác. Bạn có thể thực hiện các dự án lớn tốt hơn mọi người. Nếu một số đồng nghiệp của bạn ghen tị, họ cũng chẳng làm gì được bạn vì họ phải nể tài năng của bạn. Tài chính của bạn đang rất tích cực, những trở ngại cũ sẽ biến mất và bạn sớm nhận ra bản năng giỏi làm kinh doanh của mình đã thức dậy như thế nào. Con giáp này cũng đang được thần tài chiếu cố, nhưng đừng vì thế mà hấp tấp nhé, kẻo mất tiền oan. Do ngũ hành thủy mộc tương sinh nên nhiều bạn cảm thấy hạnh phúc vì được nửa kia quan tâm chu đáo trong 15 ngày này. Đặc biệt là các bạn nữ, chỉ cần mở rộng mối quan hệ ngoại giao của mình, bạn cũng có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá. Quý nhân: Mùi, Ngọ. Tiểu nhân: Tỵ, Tuất. Màu sắc may mắn: hồng, đen. Con số may mắn: 44, 85, 71. Vị trí thứ tư, xin chúc mừng con giáp tuổi Sửu. Trong 12 con giáp, mỗi tuổi đều mang trong mình bản sắc và điểm độc đáo riêng. Tuổi Sửu cũng không phải một ngoại lệ, mỗi tuổi đều tồn tại nhiều ưu điểm, cũng như không ít nhược điểm. Chính những điều này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cuộc sống, sự nghiệp và vận may của họ. Vậy những điều gì đã góp phần mang lại thành công cho những người tuổi Sửu trong hành trình cuộc sống của họ? Trong văn hóa Á Đông, con trâu tượng trưng cho tinh thần siêng năng và kiên trì. Do đó, những người sinh vào năm Sửu được coi là những người mang trong mình sự phấn đấu đáng khâm phục. Nếu bạn kết giao với người tuổi Sửu, bạn sẽ thấy họ luôn toát lên tinh thần trách nhiệm. Họ sẽ không ngừng cố gắng để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà họ đảm nhận và việc từ bỏ trước khi đạt được mục tiêu là điều họ hiếm khi thực hiện. Từ góc độ này, người tuổi Sửu hiểu rõ mình phải làm gì và biết trọng trách mà họ phải đảm đương. Trong cả cuộc sống và sự nghiệp, khả năng đảm nhận trách nhiệm đã giúp họ trở thành đối tác đáng tin cậy. Một điểm đặc biệt khác của người tuổi Sửu là ý thức công lý và đấu tranh chống lại sự bất công. Có thể nói, sự kiên nhẫn chính là tài sản vô giá của họ. Bên cạnh đó,
Lòng kiên trì và tích cực của họ cũng được đánh giá cao. Những người sinh vào năm Sửu thường không thay đổi dễ dàng. Dù hoàn cảnh bắt buộc, mặc dù nhiều người cho rằng người tuổi Sửu hướng nội, nhưng điều này không đồng nghĩa với sự trầm tĩnh của họ. Sự trầm tĩnh này thể hiện qua việc họ duy trì sự tĩnh lặng ngay cả lúc đối mặt với khó khăn trong cuộc sống hoặc áp lực trong công việc. Nhờ sự điềm tĩnh này, họ phát triển khả năng tự chủ tốt. Người tuổi Sửu biết làm chủ cảm xúc, tránh việc đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ hoặc không ổn định ảnh hưởng đến tình hình chung. Điều này thể hiện sự chín chắn và vững vàng trong họ, càng làm nổi bật khả năng kiểm soát bản thân và quyết đoán của họ. Thực tế, đây vừa là một điểm mạnh lẫn điểm yếu đối với người thuộc tuổi Sửu. Khác với người tuổi Tý khéo léo, hòa đồng, người tuổi Sửu thường thẳng thắn, bộc trực và không thích nói dối hay che giấu sự thật. Sự trung thực này giúp họ tạo dựng hình ảnh chân thật và đáng tin cậy trong mắt người khác, đồng thời dễ dàng thu về sự tôn trọng và tin tưởng từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến họ gặp khó khăn khi đối mặt với những tình huống cần sự tế nhị, khi sự thẳng thắn của họ gây thất vọng cho người khác. Sự trung thực của người tuổi Sửu còn thể hiện qua việc họ thích tuân theo các nguyên tắc cố định, tôn trọng các giá trị truyền thống và luôn cố gắng đáp ứng những kỳ vọng của người khác. Họ nhận thức rằng việc xây dựng một nền tảng vững chắc đòi hỏi từng bước một và điều này phản ánh sự hiểu biết về bản thân, trong khi nhiều người khác có thể dựa vào vận may hay cơ hội ngắn hạn. Để đạt được thành công, người tuổi Sửu chủ yếu phụ thuộc vào sự tận tụy và ý chí kiên trì của bản thân để bứt phá. Tuổi Sửu là một trong những đại diện tiêu biểu sống thực tế trong 12 con giáp. Đối với họ, mộng phù hoa là điều gì đó xa xỉ. Họ không buộc mình vào những giấc mơ màu hồng. Và thực tế thì họ khá là kén chọn. Những lời khoác lác quá mức và những lời tâng bốc hoa mỹ làm cho người tuổi Sửu cảm thấy không thoải mái. Họ cho rằng điều này có thể làm tổn thương giá trị của họ. Họ không mắc bẫy những ước mơ, mơ hồ và thường xem xét mọi thứ một cách kỹ lưỡng. Các đặc điểm tích cực này giúp xác định cá tính của tuổi Sửu và giúp họ xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội để phát triển cuộc sống của bản thân. Tuy nhiên, ngoài các đặc điểm tích cực, cũng có những khía cạnh hạn chế. Ví dụ, họ có thể cứng đầu và bảo thủ, không sẵn sàng thay đổi hoặc thỏa hiệp. Ngoài ra, một số người tuổi Sửu có thể thiếu sự linh hoạt và khó chấp nhận những thay đổi mới. Người tuổi Sửu mang vẻ ngoài hiền lành và thận trọng, tuy nhiên, bên trong họ có phần bướng bỉnh và thậm chí cứng đầu. Tuy việc kiên định với quan điểm cá nhân là một phẩm chất tốt, nhưng việc quá ngoan cố có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ với người khác và khiến họ trở nên độc đoán. Một phần sự cố chấp này có thể xuất phát từ khao khát đi theo con đường riêng của họ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tính độc đoán và cứng đầu này có thể gây ra khó khăn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Những phẩm chất thực tế và thẳng thắn của người tuổi Sửu được nhiều người đánh giá cao. Họ tiếp cận công việc với tinh thần nghiêm túc và tận tâm. Tuy nhiên, họ có thể cảm thấy rối bời khi phải đối mặt với những thay đổi bất ngờ, đặc biệt trong môi trường làm việc. Sự cứng đầu có thể làm cho họ trở nên khó linh hoạt, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Điều này cũng có thể tạo ra sự khó chịu và khiến người xung quanh muốn xa lánh. Người tuổi Sửu thường khó tin tưởng người khác, mặc dù việc cảnh giác là quan trọng, nhưng lòng tin lại là yếu tố cốt yếu để xây dựng mối quan hệ tốt. Nếu tuổi Sửu để sự đa nghi vượt quá mức, họ có thể mất đi những mối quan hệ quý báu và thậm chí là sự hỗ trợ từ người khác. Điều này cũng có thể gây ra mối hận thù không cần thiết. Do đó, người tuổi Sửu nên học cách tin tưởng để có được lòng tin từ người khác, đồng thời mở lòng để có cái nhìn mới trong quá trình phát triển. Nhìn chung, những người thuộc tuổi Sửu thường mang đầy đủ đức tính cần cù, trung thực và đáng tin, với tinh thần trách nhiệm và khả năng tự lập đáng kinh ngạc. Họ còn được biết đến với tư duy logic sắc bén và khả năng đối phó với những thách thức phức tạp để thiết lập một mối quan hệ tốt với người tuổi Sửu. Việc tôn trọng tính cách riêng của họ, thấu hiểu cả khía cạnh mạnh và yếu của họ, cùng việc chú ý đến cách giao tiếp sẽ giúp đạt được sự hòa hợp tốt nhất. Đứng vị trí thứ 3 trong danh sách những con giáp giàu có nhất 15 ngày cuối tháng 12 âm lịch chính là tuổi Sửu. Đây là thời gian mà vận mệnh của những người cầm tinh con trâu sẽ thực sự thay đổi, rẽ sang một trang mới tươi sáng và rực rỡ hơn. Con giáp này có mạng lưới mối quan hệ tốt, được nhiều người yêu quý, do đó khi gặp khó khăn, họ sẽ có quý nhân phù trợ. Trong 15 ngày cuối tháng này, các tinh độ mệnh cũng sẽ giúp tuổi Sửu may mắn hơn bội phần. Nếu gặp khó khăn, con giáp này cũng sẽ dễ dàng vượt qua. 15 ngày cuối tháng 12 âm lịch này, tuổi Sửu làm kinh doanh thì công việc khởi sắc, doanh thu được cải thiện, những người trước đây nợ nần cũng tất toán nợ nần, bắt đầu đạt được những thành tựu nhất định. Cũng theo tử vi, một khoản thu bất ngờ sẽ đến với tuổi Sửu làm công ăn lương trong tháng này. Từ đó giúp hầu bao của họ rủng rỉnh hơn, thoải mái đón Tết, quý nhân cũng sẽ xuất hiện hỗ trợ tài chính, giúp người tuổi này nhanh chóng hoàn thành mục tiêu. Càng về cuối tháng, tín hiệu phát tài phát lộc của tuổi Sửu càng rõ ràng. Nếu bản mệnh này biết nắm bắt thời cơ này để sắp xếp các mục tiêu và đi đúng lộ trình,
thì thời gian tiếp theo sự nghiệp sẽ đi lên như diều gặp gió. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết và cẩm nang vượng vận từng con giáp tuổi Sửu theo năm sinh âm lịch, đúng 15 ngày cuối tháng 12 âm lịch. 1. Tử vi tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Tam hợp xuất hiện, người tuổi Tân Sửu đang có được những mối hợp tác làm việc kinh doanh tốt đẹp, bản mệnh biết cách tạo lập được uy tín nhờ vào kinh nghiệm của mình, khiến mọi người xung quanh kính nể, nhờ có tầm nhìn xa trông rộng mà con giáp này có thể hướng tới những mục tiêu lớn hơn. Tuy nhiên, có đôi khi bản mệnh thể hiện tính hiếu thắng của mình quá mức cần thiết, đây là điều nên điều chỉnh lại càng sớm càng tốt. Khi đứng trước cơ hội, con giáp này cần phải suy tính trước sau kỹ càng, không nên mù quáng đâm đầu vào những việc nằm ngoài khả năng của mình. Vận trình tình duyên của bản mệnh vô cùng hài hòa, ngũ hành tương sinh giúp con giáp này có thêm thời gian cho gia đình, người thân. Công việc cũng khá nhẹ nhàng và nhàn hạ, nên bạn có thể chuyên tâm bồi đắp vun vén tình cảm với nửa kia để tăng sự gắn kết và khăng khít. Quý nhân, Tỵ, Dậu, tiểu nhân, Mùi, Thìn. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số may mắn, 22, 01, 97. 2. Tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Xem tử vi 15 ngày cuối tháng 12 âm, người tuổi Quý Sửu được lục hợp hỗ trợ, có thể đi tắt đón đầu với những cơ hội phát triển trong 15 ngày cuối năm này. Sự chăm chỉ, cần cù đã giúp bản mệnh nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là bước đệm giúp con giáp này gia tăng khả năng thăng tiến trong tương lai. Cát khí trong 15 ngày cuối tháng 12 âm cũng báo hiệu tin vui tài lộc cho con giáp này, nhất là với những ai đang làm nghề tự do. Bản mệnh có thể tham gia một khoản đầu tư triển vọng hoặc đạt được những mối quan hệ hợp tác quý giá. Đây có thể coi là cơ hội vàng để gia tăng thu nhập nhanh chóng. Thủy sinh mộc còn cho thấy vận tình duyên khá bình ổn. Các cặp đôi luôn biết thấu hiểu và nhường nhịn để tình cảm được lâu bền. Người độc thân hãy thoải mái với tình trạng độc thân hiện tại của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn, đừng để bản thân bị chi phối quá nhiều bởi lời nói của người khác. Quý nhân, Ý, Tỵ, tiểu nhân, Tuất, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, xanh lá. Con số may mắn, 33, 60, 81. 3. Tử vi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Trong 15 ngày cuối năm âm lịch này, được chính tài hậu thuẫn, người tuổi Ất Sửu nắm được bí quyết để đưa công việc lên một tầm cao mới. Nhờ vậy mà tài lộc cũng khởi phát lên trông thấy, con giáp này hứa hẹn sẽ nhận được nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu của mình trong thời gian ngắn. Với người làm kinh doanh, cũng bởi có định hướng đúng đắn, hợp tác đúng người, nên mọi việc suôn sẻ, mang lại nguồn lợi nhuận khá lớn, đủ để bản mệnh tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh trong thời gian này. Tuy nhiên bạn cũng nên tránh tiêu xài hoang phí để bảo vệ vận may của mình. Rất tiếc khi vận tình cảm có phần kém sắc vì thổ thủy tương khắc. Dù tuổi này đã cho đi nhiều nhưng không được đáp lại, tình cảm đơn phương chỉ khiến bạn tự làm khổ mình. Với các cặp đôi hai bạn nên xa sẻ cùng nhau, đừng để mâu thuẫn như giọt nước tràn ly. Quý nhân, Dần, Mùi, tiểu nhân, Ý, Hợi. Màu sắc may mắn, đỏ, trắng. Con số may mắn, 44, 50, 24. Con giáp may mắn cuối cùng, xin chúc mừng tuổi Ngọ. Không phải con giáp nào cũng biết phát huy điểm mạnh trong công việc, nhưng người tuổi Ngọ có thể nhờ điều này mà giúp sự nghiệp của bản thân bứt phá. Tính cách của một người ảnh hưởng rất nhiều đến vận mệnh của họ. Điểm yếu và điểm mạnh của một người sẽ luôn đan xen tạo nên một tính cách tổng thể. Nếu biết phát huy điểm mạnh và khắc phục nhược điểm, thì cuộc sống của người đó có thể sẽ đạt được những thành tựu to lớn. Chẳng hạn như người tuổi Ngọ, họ có rất nhiều ưu điểm về tính cách. Nếu họ phát huy được những phẩm chất tốt đẹp này trong công việc, chẳng mấy chốc họ sẽ thăng tiến trong sự nghiệp và mở ra cho mình con đường tài lộc thịnh vượng. Người tuổi Ngọ khó thích nghi với lịch trình do người khác đặt ra và thiếu kiên nhẫn để tuân theo các quy tắc. Tuy nhiên họ lại rất giỏi trong việc giải quyết những việc khó nhằn. Bởi khi được tự do giải quyết theo ý mình, tuổi Ngọ sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời. Nhưng hãy nhớ giám sát và đừng để họ mất tập trung. Ưu điểm của người tuổi Ngọ trong công việc là cẩn thận trong mọi việc, xử lý công việc đúng mực, dám nghĩ dám làm, lại có khả năng giao tiếp tốt. Người tuổi Ngọ thận trọng trong mọi việc và mang lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Người tuổi Ngọ có sự thẳng thắn, yêu thích rõ ràng và luôn nhìn mọi vấn đề với thái độ tích cực, giỏi bày tỏ ý kiến và mục tiêu làm việc của mình. Điều đặc biệt giúp người tuổi Ngọ gặp vận tốt sẽ phát huy được năng lực của mình, đó là họ có khả năng nhạy cảm với những điều mới và dường như họ luôn đi trước người khác một bước để phát triển sự nghiệp. Các lãnh đạo rất thích nhân viên của mình có sự nhanh nhẹn như vậy. Mặc dù có vẻ thức thời, giống như loài ngựa có thể chạy vạn dặm, nhưng chúng lại cần có sự kiểm soát và huấn luyện nghiêm khắc mới đi đúng hướng.
Người tuổi Ngọ cũng vậy, có thể họ không phù hợp với một lịch trình sắp đặt sẵn, nhưng họ cần học được những nguyên tắc nhất định để kiểm soát mục tiêu của mình không bị lệch hướng. Thêm vào đó, người tuổi Ngọ lại thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh và nóng nảy khi có chuyện xảy ra, nhưng lại nhanh chóng lãng quên chúng. Điểm yếu cơ bản của người tuổi Ngọ là họ không hiểu rõ điểm yếu của mình và cũng không thể thay đổi chúng trong thời gian ngắn. Người tuổi Ngọ nhanh nhẹn, làm việc với tốc độ không phải ai cũng theo kịp, tuy nhiên, họ lại yêu cầu người khác làm việc với tốc độ tương đương mình. Khi kết quả không như ý muốn, họ lại tỏ ra phàn nàn và không hài lòng, nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi mới của xã hội là ưu điểm của người tuổi Ngọ mà cấp trên rất hài lòng. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ lại thường bằng lòng với những thành tích nhỏ và cứ mãi say sưa với chúng. Người tuổi Ngọ có thêm một ưu điểm trong công việc giúp họ có thể nhận được sự ưu ái của cấp trên. Đó là họ lạc quan và có ý chí mạnh mẽ, người tuổi Ngọ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích. Sự nhạy cảm của người tuổi Ngọ khiến họ thích dựa vào trực giác của mình để làm việc, đôi khi điều này khiến họ đánh giá mọi việc không đủ cẩn thận. Tuổi Ngọ cần chú ý đến điều này hơn để hạn chế những sai sót xảy ra, lạc quan và ý chí mạnh mẽ không muốn bỏ cuộc. Nhưng việc thiếu kiên nhẫn khiến người tuổi Ngọ khi gặp vấn đề thì luôn muốn giải quyết gấp rút, sự vội vàng này có thể đưa đến nhiều kết quả không như ý. Tuy nhiên, chính vì nhạy bén, nên người tuổi Ngọ có thể nảy ra nhiều ý tưởng hay và nhận được sự giúp đỡ của người khác, nhìn chung sẽ đạt được kết quả tốt nhờ sự lạc quan. Giao tiếp khéo léo, cởi mở, người tuổi Ngọ được nhiều người yêu mến, trong tập thể họ cũng dễ kết nối với đồng nghiệp. Chính vì vậy, nhờ có sự hòa hợp này, họ không chỉ học hỏi được nhiều điều và cũng tận dụng được mối quan hệ để phát triển sự nghiệp của mình. Đôi khi mọi người sẽ thấy tuổi Ngọ cứng đầu bởi họ có xu hướng giữ thể diện ở nơi đông người, nhưng khi một mình họ sẽ cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của mình. Người tuổi Ngọ có trí nhớ đặc biệt tốt, nhưng nhược điểm của họ là thích ôm hận và không thể giữ bí mật. Người tuổi Ngọ thích được ngưỡng mộ và có thể trở nên tức giận nếu bị chỉ trích. Người tuổi Ngọ cũng thích rèn luyện trí tuệ thông qua các hoạt động thể thao. Chính nhờ vậy, các hoạt động tập thể hay team building ở nơi làm việc được người tuổi Ngọ hưởng ứng mạnh mẽ, mặc dù phản ứng nhanh và có thể đưa ra quyết định ngay lập tức, nhưng do thiếu kiên nhẫn nên cũng dễ dẫn tới do dự. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới sự linh hoạt, khéo léo và thông minh của người tuổi Ngọ. Nếu người tuổi Ngọ làm ở vị trí nhân viên, họ có khả năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ, nhanh nhẹn và hiệu quả. Họ đích thực là một nhân viên giỏi. Ngược lại, nếu tuổi Ngọ ở vị trí quản lý, lãnh đạo, họ lại quá nghiêm túc trong công việc và có yêu cầu cao với cấp dưới, khiến họ không được lòng người khác. Nhờ có khả năng kết nối và học hỏi tốt, người tuổi Ngọ nên di chuyển nhiều, thường xuyên du lịch để mở rộng tư duy lẫn tri thức. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của người tuổi Ngọ. Đặc biệt phụ nữ tuổi Ngọ, việc đi du học, đi làm ở nơi xa hoặc thường xuyên đi công tác có thể giúp họ không những có sự thăng tiến trong công việc mà còn gặp được chân ái của cuộc đời mình. Có lẽ nhược điểm người tuổi Ngọ cần khắc phục trong hành trình cuộc sống của mình là ham muốn thể hiện mãnh liệt, thích tận hưởng cảm giác được chú ý. Điều này không có gì xấu, tuy nhiên sẽ khiến người tuổi Ngọ có xu hướng tự cho mình là trung tâm, mặc dù đây là dấu hiệu của sự tự tin, nhưng theo thời gian, nếu không kiểm soát tốt, sẽ khiến người tuổi Ngọ sống trong ảo tưởng rằng thiếu mình thì mọi việc không thể thành công, thậm chí có xu hướng coi thường tầm quan trọng của những người xung quanh. Thêm nữa, người tuổi Ngọ đôi khi thiếu ý kiến độc lập, thờ ơ với việc nhỏ, họ cũng thích nghe theo ý kiến của người khác trong việc trọng đại. Điều này khiến họ mất đi sự chủ động. Tuy nhiên, một khi tìm được chính kiến họ sẽ bướng bỉnh, không chịu thay đổi bởi người khác và kiên quyết hành động theo ý mình. Tóm lại, người tuổi Ngọ nên ghi nhớ những từ khóa quan trọng giúp sự nghiệp của mình có thể phát triển và bứt phá mạnh mẽ hơn, đó là sự tự do, sự tiên phong và sự chăm chỉ. Nếu giữ được những điều này để trau dồi bản thân, chẳng mấy chốc mà người tuổi Ngọ sẽ xây dựng được vị trí vững chắc trong sự nghiệp, đồng thời thu hút tài lộc dồi dào, may mắn sẽ luôn kề bên. Tử vi tuổi Ngọ năm 2023 khá khó khăn, nhiều cạnh tranh và thị phi, thời điểm đầu năm tuổi Ngọ thường bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, tiểu nhân xuất hiện cố tình gây phiền phức cho bạn, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ trong năm 2023 cũng không mấy khả quan, những dự định và kế hoạch bạn đặt ra đều vấp phải sự cản trở, khó khăn dẫn đến kết quả không như ý. Tình duyên của tuổi Ngọ trong năm 2023 cũng khá u ám, cả những người đã lập gia đình hay còn độc thân đều chịu sự ảnh hưởng không tốt. Tuy nhiên, những người tuổi Ngọ thường là con giáp mạnh mẽ, tài giỏi, họ luôn biết cách cố gắng nỗ lực hết mình trong công việc nên vận đen từng bước được hóa giải. Nửa cuối tháng 12 âm lịch, người cầm tinh con ngựa có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, tuổi Ngọ chứng tỏ được năng lực của bản thân. Tiến xa hơn ở nơi làm việc,
tuổi Ngọ sẽ được cấp trên khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc trong công việc. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết và cẩm nang vượng vận từng con giáp tuổi Ngọ theo năm sinh âm lịch, đúng 15 ngày cuối tháng 12 âm lịch. 1. Tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tuổi Bính Ngọ có thể tranh thủ 15 ngày cuối tháng 12 âm để tiến hành các dự định hợp tác, đàm phán làm ăn bởi có thực thần che chở, hứa hẹn đạt nhiều kết quả tốt đẹp. 15 ngày này là thời điểm thích hợp để thúc đẩy mối quan hệ xã giao, đẩy nhanh những công việc cần triển khai trong thời gian tới. Tuy nhiên, hãy xem xét đâu là cơ hội phù hợp nhất với bản thân mình, đừng đâm đầu mù quáng. Một số thay đổi lúc này khá phù hợp để người tuổi Bính Ngọ có thêm động lực dấn thân vào những thử thách. Bên cạnh đó, bạn cũng phải đề phòng có kẻ ghen tị, tiểu nhân dòm ngó. Tuy nhiên, vì ngũ hành tương xung nên tình hình sức khỏe của con giáp này trong 15 ngày cuối năm không được đảm bảo. Bản mệnh bận rộn với công việc trong những ngày giáp Tết, lại thêm thời tiết thay đổi thất thường nên dễ ốm vặt, đặc biệt cần chú ý các bệnh về đường hô hấp. Quý nhân, Dần, Tị, tiểu nhân, Mão, Hợi. Màu sắc may mắn, hồng, xanh lá. Con số may mắn, 11, 87, 90. 2. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Vận trình công việc của con giáp tuổi Mậu Ngọ ngày càng tăng tiến với sự che chở của chính ấn. Khi bạn thể hiện được sự sáng tạo và độc lập trong tư duy, không những thế, khi bạn cải thiện được kỹ năng trong công việc thì hiệu quả ngày càng gia tăng. Thời gian 15 ngày cuối tháng 12 âm này, bản mệnh cũng có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống của mình. Từ đó bạn có thể định hướng lại mục tiêu rõ ràng hơn, bạn có thể từng bước thực hiện theo kế hoạch có sẵn mà không phải lo lắng quá nhiều. Thời gian này có chính tài mang tin vui tới cho người tuổi Mậu Ngọ. Tài chính dồi dào là quà tặng cho sự nỗ lực cải thiện vấn đề liên quan tới tiền nong theo cách phù hợp mà con giáp tuổi Mậu Ngọ cố gắng thực hiện và sửa đổi suốt thời gian qua. Để đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thời tiết thay đổi khó lường như hiện tại, thì bản mệnh chỉ có cách trang bị sức đề kháng cho bản thân bằng việc ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc. Ngoài ra, nên học cách loại bỏ các stress trước khi lên giường đi ngủ. Quý nhân, Ý, Thân, tiểu nhân, Mùi, Mão, màu sắc may mắn, xanh lá, trắng. Con số may mắn, 64, 53, 91. 3. Tử vi tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990. Người tuổi Canh Ngọ có 15 ngày khá nhàn nhã, ổn thỏa từ công việc cho đến tài lộc. Về cơ bản con giáp này không gặp phải bất lợi gì. Công việc cũng giải quyết êm đẹp nhờ có sự hỗ trợ của đồng nghiệp. Bản thân con giáp này cũng làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết và cẩn thận hơn. Chính tài dự báo tài lộc vẫn có thể về tay nếu như bản mệnh biết chủ động nắm bắt thời cơ. Dù bạn vẫn luôn thận trọng, nhưng cũng đừng quá e ngại trước những rủi ro có thể gặp phải, cần biết linh hoạt một cách thông minh để hạn chế rủi ro thấp nhất. Tuy nhiên, đường tình duyên của người tuổi Canh Ngọ không mấy vui vẻ vì ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, bầu không khí giữa các cặp đôi trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Có lẽ do lâu cả hai không dành đủ thời gian cho nhau nên mới nảy sinh hiểu lầm không đáng có. Do đó, dù bận rộn đến đâu, hai bạn cũng nên dành thời gian cho nhau, đặc biệt mỗi người hãy thấu hiểu và bao dung với nhau để cùng nhau đón Tết Nguyên đán trọn vẹn nhé. Quý nhân, Tị, Dần, tiểu nhân, Tý, Thìn. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số may mắn, 99, 57, 13. Vâng, chương trình đến đây là hết. Cảm ơn quý tín chủ đã lắng nghe, còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.